Mình chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Toán học của thầy Mạt Sọt. Hôm nay muốn trao đổi chia sẻ các bạn một vấn đề khá thú vị như sau. Đó là học toán cần có cái sự đam mê. Bởi vì khi có đam mê thì bạn học toán sẽ không nhàm chán, không uể oải và có một cái động lực. Thì rõ ràng là thể hiện cái sự yêu thích học toán của bạn. Cho nên bạn học toán mà có đam mê thì rõ ràng là kết quả học toán của bạn ngày càng vững vàng, chắc chắn. Ok chưa? Đấy. Tránh tránh trường hợp mệt mỏi. Nói chung làm cái công việc gì bạn cũng có đam mê, có hứng thú thì rõ ràng việc làm sẽ hiệu quả hơn, mình sẽ nỗ lực nhiều hơn. Khi có một cái đam mê, một cái sự yêu thích thì sẽ là nỗ lực hơn, mình sẽ vượt qua những cái khó khăn, những cái trở ngại, những cái vất vả, những cái trở ngại, những cái thiếu hụt. Mình sẽ tìm mọi cái nguồn lực, mọi cái động cơ để mình học toán các bạn. Còn làm cái việc gì mà thiếu cái sự cố gắng, thiếu cái sự quyết tâm, thiếu cái đam mê thì sẽ không hiệu quả. Đương nhiên làm một cách gượng ép thì cũng làm cho qua chuyện thôi. Đấy, cái thái độ làm việc là quan trọng. Cái thái độ nó thể hiện một cái trình độ, nó có tiền đề để phát triển một cái trình độ. Đấy. Và trình độ nó cũng tạo tương tác lại cái thái độ. Đấy. Bây giờ họ hay nói là thái độ hơn trình độ, nhưng cái trình độ cũng quan trọng. Thái độ học tập. Bạn quyết tâm, quyết liệt hàng ngày. Khi bạn đã có cái đam mê, có cái hứng thú, có cái sự yêu thích. Chẳng hạn học hai dạng phương trình thì bạn có thể phải tìm tòi. Đối với người giáo viên thì tìm tòi nhiều cách giải khác nhau. Đấy. Xem thử bộ sách kết nối tri thức thì họ viết như thế nào, bộ sách cánh diều thì họ viết như thế nào, cũng là quy định hai cái phương trình ở quy định trong cái chương trình phổ thông. Cái sách cánh diều thì họ viết rất chi là cụ thể luôn, họ viết là cách giải, họ không phải là sách, có sách kết nối tri thức thì họ viết những kiểu hình thành, nhưng chuyển sang sách bài tập thì họ nói là sau này chẳng hạn cái phương trình này, cắn ai xem phương cộng b sơ cộng c bằng d x cộng e. Thì sau này họ lại thử thì chỉ cần thử vào thử lại, chỉ cần thử cái điều kiện là dễ sơ cộng e lớn bằng không, nếu thỏa mãn là được. Nhưng khi giải trong sách trong khóa thì phải là thử là hai về cho bằng nhau hay không, có tồn tại hay không, có bằng nhau hay không. Nhưng khi là gút lại như vậy là họ phân tích cụ thể, nhưng sau gút lại cái đường đi ngắn gọn như vậy. Còn cái bộ sách cánh diều thì họ đưa cái đường đi ngắn nhất rồi, bây giờ ta sẽ thực hiện trên đường đi như vậy. Thì mỗi cái cách có một cái nhược điểm riêng. Chẳng hạn như sách kết nối tri thức có một cái ưu điểm riêng. Đấy, kết nối tri thức là nó hình thành theo cách suy nghĩ một cách đơn giản, bắt đầu những cái gần gũi nhất để giải phương trình cộng chia cắn thì ta phải khử cắn làm gì bình phương hai về, rồi phải thử lại thế thôi, rồi cuối cùng thử lại đi, thử lại như thế nào. Đấy, lúc đầu cho thử lại hai về, nhưng sau dần dần họ vụt lại kết luận chỉ cần thử lại điều kiện này là được. Đấy. Còn bộ sách kết nối tri thức, bộ sách cánh diều thì họ đưa ra quy trình cụ thể sớm nhất để học sinh thực hiện cái trải ngắn nhất. Thì về mặt phát triển năng lực thì bộ sách tri thức cái chỗ đó thì tôi thấy nghĩ là kết nối tri thức công việc như thế là phát triển năng lực hơn. Học tập phải là trực quan sinh động từ những cái chưa được hoàn thiện dần dần. Còn đưa ra một cái quy trình tối ưu nhất như sách cánh diều thì đó sẽ tiết kiệm được quá trình giải toán. Sau này như thế mà giải là tự động hóa lập trình rồi thì cũng là có cái ưu điểm, nhưng mà cái chưa thấy một cái hình thành đấy cho học sinh giải, nó mang cái tính thủ công giải theo cái đường lối họ chụp sẵn. Còn bên này là hình thành, có cái tư tưởng hình thành rõ hơn. Sách kinh diêu thì ngắn gọn xúc tích hơn, còn sách kết nối tri thức thì bài học mình gian trải dài hơn, tức là theo cái quy trình nhận thức dần dần. Đấy. Đó là những cái điều mà thầy muốn chia sẻ các bạn. Cho nên học tập toán thì phải có sự đam mê, cần có sự đam mê mạnh liệt thì học toán được. Thầy nói hai cái dạng phương trình như vậy, bạn đam mê toán các bạn có thể mở rộng ra nhiều cái dạng phương trình. Tổng hai căn bằng một số, tổng hai căn bằng căn đi sao đấy. Đấy những cái quy trình cơ bản thôi, còn các bạn muốn nâng cấp tư duy, muốn câu hỏi khó hơn thì bạn phải mở rộng ra chứ. Nhân thi chẳng hạn thi chương này thì ai 10 điểm cả, mà phải có những câu hỏi vấn luôn thì phải mở rộng ra, phải học thêm, học
Đấy. Thế thế muốn chia sẻ với bạn là học toán cần một cái nỗ lực đam mê. Hẹn gặp lại bạn trong một dịp gần nhất. Các bạn thấy cái video thầy bổ ích thì hãy cho thêm một like và chia sẻ cái video này, hãy cho thêm một sub để tạo thầy một cái động lực để thầy ra tiếp những video tiếp theo, chia sẻ với các bạn được cách tốt hơn.